chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho ngày 24 tháng 10 năm 2024 của Đài Truyền hình Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong 24 giờ qua, thời tiết toàn tỉnh nhiều mây, có mưa nhiều nơi. Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Tiền Giang dự báo trong 24 giờ tới, tỉnh Tiền Giang chịu ảnh hưởng bởi giải hội tụ nhiệt đới bị đẩy lùi nhẹ về phía nam qua Nam Bộ, nối với cơn bão Rami. Khoảng ngày 24 tháng 10, bão Rami khả năng đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 6. Thời tiết trong tỉnh mây thay đổi, ngày nắng có mưa rào và dông vài nơi, xảy ra chủ yếu vào trưa, chiều và chiều tối. Trong cơn mưa dông cần đề phòng sấm sét và gió giật mạnh, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Riêng đối với thời tiết các khu vực trong tỉnh, tại các huyện phía Tây gồm Cái Bè, Cai Lậy, thị xã Cai Lậy và Tân Phước có mây, ngày nắng, có mưa rào và dông vài nơi, vào chiều và chiều tối, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33 độ. Ở khu vực trung tâm gồm các huyện Châu Thành, thành phố Mỹ Tho và Chợ Gạo, có mây, ngày nắng, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33 độ. Thời tiết khu vực phía đông gồm các huyện Gò Công Đông, Gò Công Tây, Tân Phú Đông và thành phố Gò Công, mây thay đổi, ngày nắng, có lúc gián đoạn, trưa chiều có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33 độ, gió nhẹ. Bà con thân mến, đối với khu vực trồng cây ăn trái, mưa giảm hẳn về diện và lượng, nắng nhiều tạo điều kiện cho sâu bệnh hại phát triển. Bà con cần thăm vườn thường xuyên để kịp thời phát hiện và có biện pháp phòng trị sớm. Còn đối với khu vực nuôi trồng thủy sản, sau nhiều ngày mưa, nước trong ao có thể bị đục và có sự thay đổi độ pH, bà con nên kiểm tra và điều chỉnh cho phù hợp. Bên cạnh đó, cần kiểm tra sức khỏe của thủy sản nuôi thường xuyên để phát hiện sớm những biểu hiện bất thường. Chi cục thủy sản Tiền Giang khuyến cáo, định kỳ 2 lần một tháng, bà con cần dùng vôi bột hòa tan tạt đều khắp ao vào buổi chiều mát để khử trùng nguồn nước và ổn định độ pH trong ao với hàm lượng từ 2 đến 4 kg vôi bột trên 100 mét khối, hoặc dùng vôi bột cho vào túi vải treo ở các gốc lồng bè nuôi, mỗi lồng từ 1 đến 2 túi, mỗi túi từ 3 đến 4 kg vôi để phòng bệnh cho cá. Độ sâu treo túi vôi sẽ bằng 1/3 đến 1/2 độ sâu mực nước trong lồng nuôi. Bà con cần theo dõi thông báo quan trắc môi trường của chi cục thủy sản trên website của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để có giải pháp xử lý kịp thời. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi dự báo thời tiết tại một số địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.